Sau trận đại chiến với bản Thề Tông, toàn bộ cơ sở của Minh Đức Đường đã bị phá hủy. Đúng là xây dựng vài chục năm, nhưng phá hủy chỉ mất vài phút. Bản Thề Tông biết rõ như vậy, trong học viện chắc chắn có nội ứng. Kính Hồng Trần ra lệnh phong tỏa xung quanh để kiểm tra toàn bộ hồn đạo sư. Hoặc Vũ Hậu trở thành người tình nghi số 1 nên bị mang đi thẩm vấn. Bọn chúng sử dụng ra một món hồn đạo khí phát hiện nói dối. Hoặc Vũ Hậu đành phải nói thật ra, chỉ là cậu không kể lại toàn bộ mà thôi. Bọn họ lại kiểm tra hồn đạo khí chữ vật. Sau khi phát hiện món hồn đạo khí cấp 9 thì lập tức chèn ép. Đây là món đồ mà Kính Hồng Trần đã tặng. Dù đã giải thích thì bọn chúng lại không nghe và gán tội cậu đánh cắp và cấu kết với kẻ bên ngoài. Đúng vào lúc này, Kính Hồng Trần tức giận đi vào. Ông tức giận với hành động của bọn chúng và yêu cầu bọn chúng thả người. Từ sau lần trước, Hoắc Vũ Hậu gặp nạn, Kính Hồng Trần vẫn rất lo lắng. Bây giờ cậu mà xảy ra chuyện bất chắc là học viện sẽ bị xử lý khắc chèn ép. Nên ông phải trông coi Hoắc Vũ Hậu thật tốt. Hoắc Vũ Hậu không muốn cứ như vậy bỏ qua. Kính Hồng Trần không muốn làm to chuyện nên đành phải đưa ra điều kiện là mở ra một trận giao lưu cho cậu tranh tài. Đánh thắng một trận thì sẽ được ban thưởng một cân kim loại hiếm. Đây là một cơ hội tốt đối với Hoắc Vũ Hậu, giúp cậu có thêm nguyên liệu để chế tạo hồn đạo khí. Còn đối với Kính Hồng Trần thì vừa giải quyết được vấn đề trước mắt, vừa thăm dò được năng lực của cậu. Trên đường trở về, Thái Đầu đã chờ sẵn. Hóa ra trước đó, Thái Đầu đã cài trang thành vệ binh. Hoắc Vũ Hậu đưa món hồn đạo khí không gian cho Thái Đầu. Giờ bọn họ phải nghĩ cách đem vũ khí bí mật này trở về. Một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày sẽ tổ chức buổi giao lưu của Hoắc Vũ Hậu và học sinh hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thái Đầu đứng trên cao đánh trống cổ vũ, đồng thời còn viết một tờ giấy với hàm ý là sự lệ khắc thiên hạ đệ nhất, cùng cấp vô địch. Hành động này lập tức khiến học viên Nhật Nguyệt Đế Quốc phẫn nộ, đây đúng là quá kiêu căng rồi mà. Bọn họ muốn lập tức xuống sân dạy cho Nam Chính một bài học. Đây cũng là điều mà cậu đang mong muốn. Nhờ vào sự phẫn nộ này, số người dự thi sẽ tăng lên rất nhiều. Cậu có thể nhân cơ hội này để giành được nhiều chiến thắng rồi nhận lấy càng nhiều phần thưởng. Vừa mới thông báo bắt đầu, một tên hồn đạo sư cấp 5 đã nhảy xuống sân khiêu chiến. Hắn tỏ vẻ khinh thường Hoắc Vũ Hậu. Hắn lấy ra một khẩu súng khổng lồ. Khẩu súng này cần có thời gian để tụ lực. Tiếc rằng hắn ta còn chưa kịp sử dụng thì đã bị hạ gục. Màn tranh tài tiếp tục, lần lượt từng người đều muốn ra sân đánh bại Hoắc Vũ Hậu để giành lại vinh quang cho học viện. 17 người ra sân thì cả 17 người đều bại trận. Đúng là vô địch trong cùng cảnh giới. Kính Hồng Trần sớm đã biết được năng lực của cậu. Mục đích mà ông tổ chức cuộc thi này là để cho học viên nhận ra được sự quan trọng của việc tu luyện hồn lực. Cứ mãi đắm chìm trong cảm giác ưu việt về mặt hồn đạo khí sẽ khiến cho học viện vĩnh viễn không có ngày vượt qua được sự lay khắc. Bạn nãy ra sân chỉ là các học viên dự bị, kế tiếp mới là học viên chính thức. Cô gái này tên là Nana, sở hữu năng lực chiến đấu mạnh hơn hồn đạo sư bình thường. Vua hồn lại rất đặc thù, có thể tạo ra nhiều phân thân ma pháp để tấn công. Cô bạo phát làn khói tím nhằm che khuất tầm nhìn. Tiếc rằng Hoắc Vũ Hậu lại có tinh thần lực. Mọi hành động của cô ta đều bị nhìn thấu. Sau đó Hoắc Vũ Hậu dễ dàng tránh né toàn bộ công kích. Sau đó bạo phát sức mạnh bằng, đóng băng để ngăn cản thế tấn công. Không chịu bỏ cuộc, cô ta lại tạo ra một cái phân thân nữa. Hai thân ảnh cùng nhau vây công. Hoắc Vũ Hậu sử dụng bộ pháp quỷ ảnh mê tung tránh né. Tuy nhiên, chiêu thức của nữ nhân này lại quá quỷ dị, có thể bất thình lình gọi ra một phân thân nữa khiến cho Hoắc Vũ Hậu không kịp trở tay. Trong lúc nguy cấp, cậu đành phải sử dụng ra băng hoàng hộ thể, biến ra một lớp băng bao bọc cơ thể và đóng băng luôn đối thủ. Sau đó phản công đánh cho cô ta bay về sau, vũ khí cũng bị phá hủy. Tưởng là cô gái này sẽ phải chịu thua, ai ngờ cô ta vẫn còn chiêu thức chưa sử dụng. Cô bạo phát đấu khí, sức mạnh huyễn hóa thành bóng ma tấn công. Xem ra nữ nhân này đã có sát ý. Chiêu thức của cô ta có thể giam cầm linh hồn người khác. Hoắc Vũ Hậu bị khống chế cứng lại một chỗ. Từng là kết cục bại trận đã định, nhưng tiếc rằng Hoắc Vũ Hậu lại có quá nhiều sự trợ giúp. Đạo linh hồn thần bí trong thức hải chỉ cần bạo phát một chút sức mạnh đã đánh bại được Nana. Kế tiếp là màn trả đòn. Hoắc Vũ Hậu tung ra một đấm uy lực. Cú đấm mạnh mẽ giống Saitama, Nana bị dọa cho suýt mất hồn. Trận đấu này cũng là trận đấu cuối cùng của ngày đầu tiên. Hoắc Vũ Hậu giành được 18 chiến thắng liên tiếp mà không bị chảy xước chút nào. Đây đúng là một đả kích không hề nhỏ dành cho Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hậu nhận được 18 cân kim loại hiếm. Đến đây thì tập phim đã khép lại.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!